Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du học và xuất khẩu lao động trong series chi phí sinh hoạt tại Nhật. Thầy Dũng Sakura và các cộng sự xin trân trọng cảm ơn các bạn độc giả tại Nhật và các bạn du học sinh, thực tập sinh đã giúp thầy Dũng Sakura cùng các cộng sự tại Việt Nam đã hoàn thành bộ video này. Nó là một bộ video rất quý giá để cho các bạn du học sinh tại Việt Nam cũng như thực tập sinh Việt Nam có cái nhìn tổng quan hơn về đất nước Nhật Bản và có thể hiểu rõ được chi phí mà mình sẽ phải trả, cũng như phải nắm bắt được chi phí khi chúng ta đang ở bên Nhật. Ngày hôm nay thì thầy Dũng, Sakura và các cộng sự xin gửi tới các bạn đó là tỉnh Hiroshima. Về đánh giá chung những điểm được đề cập trong bài viết thì tùy theo nhận định của nhân vật phỏng vấn thì thầy Dũng, Sakura cùng các cộng sự sẽ đánh giá từ bậc 1 sao đến 5 sao để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về mức độ chi phí mà chúng ta phải sinh sống ở bên Nhật. Trong phần này thì đánh giá về chi phí sinh hoạt của bên Nhật dựa trên cuộc sống của bạn Duyên, một du học sinh Việt Nam đã từng học tập tại Hiroshima, Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019. Khu vực có thể tham khảo cho bài viết này. Hiroshima là một tỉnh nằm ở tiểu vùng Sanyo, vùng Chugoku trên đảo Honshu. Hiroshima nằm đối diện với biển đảo Seto ở phía nam và ôm lấy dãy núi Chugoku và các thung lũng cùng các dãy núi cao. Đây là một vị trí thuận lợi ở phía bắc giáp tỉnh Shimane, phía nam giáp biển Nhật Bản, phía đông giáp tỉnh Yamaguchi, phía tây giáp tỉnh Okayama và tỉnh Torii. Thành phố Hiroshima nổi tiếng thế giới vì lịch sử cùng với Nagasaki chính là nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh chấm dứt, Hiroshima đang dần dần hồi phục, bên cạnh đó vẫn là những nỗi đau không thể xóa nhòa do hậu quả của chiến tranh. Đây là một tỉnh thành lớn của Nhật Bản, tập trung nhiều trung tâm thương mại, sân vận động, sân bay. Do đó, kinh tế và văn hóa khu vực này khá phát triển và được mệnh danh là vùng đất dễ thở nhất khu vực phía nam Nhật Bản. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm và cơ khí, điện tử, hàn là những ngành công nghiệp mà địa phương chính của địa phương. Hàng năm tỉnh thu hút số lượng rất đông người nước ngoài đến đây để học tập, làm việc theo các chương trình thực tập sinh kỹ năng hoặc là theo các hiệp định đã ký kết giữa chính phủ hai nước. Về hệ thống giao thông, Duyên nói đánh giá ở đây là khoảng 4 sao. Do có sân bay nội tỉnh nên từ Hiroshima các bạn có thể bay đi tới các vùng khác của Nhật Bản rất dễ dàng. Thay vì đi máy bay thì các bạn cũng có thể lựa chọn tàu cao tốc để khởi hành các thành phố lớn như Tokyo trong 4 giờ di chuyển. Ngoài ra hệ thống xe buýt và tàu điện nội tỉnh cũng khá linh hoạt. Cụ thể, các tuyến tàu có lịch trình như sau: tuyến số 1 ga Hiroshima đi qua Kimiyacho cảng Hiroshima, tuyến số 3 ga Nishi Hiroshima cảng Hiroshima, tuyến số 7 ga Yokogawa trước Hindoren Honsha. Các tuyến xe buýt phân loại theo màu giúp cho người dân dễ phân biệt và tránh lên nhầm xe. Nếu xuất phát từ ga Hiroshima, xe buýt Hindoren, xe buýt màu xanh lá cây, xe đi Kandon Marina Hop hoặc xe đi sân bay trực thăng Hiroshima, xe buýt Hiroshima màu đỏ đi cảng Hiroshima. Nếu xuất phát từ ga Nishi Hiroshima, xe buýt Hiroren, xe buýt màu xanh lá cây đi Asahi Manchi hoặc đi bệnh viện đại học. Nếu xuất phát từ Yokogawa, xe đi Hiroren, xe buýt màu xanh lá cây đi Nihosako hoặc đi Mukainari Shimachisako. Với chi phí nhà ở thì Duyên đánh giá là khoảng 4 sao. Chi phí thuê nhà ở Hiroshima rơi vào tầm 45.000 yên đến 60.000 yên trên một tháng. Với nhịp sống đô hội của những trung tâm phía nam Nhật Bản thì giá thuê nhà như vậy được đánh giá là không quá đắt đỏ, phù hợp với mức sống của người dân nước ngoài tại đây. Điều quan trọng là bạn tìm được một nơi phù hợp với giá tiền cũng như thuận tiện cho sinh hoạt tại địa phương. Về chi phí sinh hoạt thì Duyên đánh giá khoảng 4 sao. Tiền nhà thì khoảng 25.000 yên một tháng trên một người, tiền ăn khoảng 30.000 yên trên một tháng, tiền điện thoại và wifi khoảng 3.500 yên một tháng, tiền mua sắm nhu yếu phẩm khoảng 4.500 yên trên một tháng, tiền ăn ngoài và đi chơi khoảng 10.000 yên trên một tháng, tổng cộng dễ rơi vào tầm khoảng 73.000 yên trên một tháng. Sự an toàn và trị an khoảng 4 sao. Duyên cho biết dù công việc làm thêm thường xuyên kết thúc muộn và về nhà vào lúc khoảng 10-11 giờ đêm, nhưng cô hoàn toàn yên tâm về an ninh tại đây, kể cả việc đi bộ một mình từ ga tàu về nhà vì luôn luôn có cảnh sát khu vực đi tuần tra vào ban đêm. Ngoài ra cũng chưa bao giờ thấy cảnh tình trạng mất trộm hay cướp giật gì trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng người Việt tại Nhật được đánh giá là 4 sao. Tháng 8 năm 2019,
Hội người Việt tại trung tâm Nhật Bản được thành lập bao gồm các tỉnh Hiroshima, Okayama, Tottori, Shimane, Yamaguchi, Kanagawa, Kochi, Emie, Tokushima, trong số đó trọng tâm là Hiroshima, nơi tập trung nhiều công ty Nhật đang đầu tư vào Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa giữa hai nước. Ngày nghỉ và giải trí được đánh giá khoảng 3 sao. Hiroshima nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn và thú vị. Đừng quên ghé thăm những địa điểm sau đây nhé: Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Atomic Bomb Dump, Vườn Shuken, Công viên kỷ niệm hòa bình Hiroshima, Bảo tàng Yamato, Lâu đài Hiroshima. Và cũng đừng quên thưởng thức các món ăn đặc trưng của tỉnh như hàu Hiroshima, bánh xèo Okonomiyaki Hiroshima, bánh hình lá phong Momiji Manju. Hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Duyên đặt đánh giá là 4 sao. Với nhiều kinh nghiệm trong năm hỗ trợ nước ngoài nên việc giải quyết các thủ tục liên quan tới người nước ngoài, nên việc chính quyền Hiroshima có thể đáp ứng nhanh chóng giúp bạn giải quyết các vấn đề khúc mắc như các giấy tờ cần thiết để lưu trú tại địa phương. Duyên cũng chia sẻ rằng cô rất hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chính quyền địa phương cung cấp. Tổng kết, Hiroshima là mảnh đất hứa cho những ai muốn lập nghiệp nhờ những thế mạnh kinh tế vùng và khát khao vươn lên khôi phục và tái thiết thành phố. Ngoài ra, với hàng loạt các trường nghiệp ngữ, đại học uy tín, Hiroshima cũng là điểm đến hấp dẫn cho nhiều du học sinh nước ngoài cùng với mức chi phí sinh hoạt hợp lý. Duyên tin rằng việc trải nghiệm cuộc sống tại Hiroshima là một bí ẩn đang chờ bạn khám phá. Còn bạn nghĩ sao về Hiroshima? Thầy Dũng Sakura xin trân trọng cảm ơn nhà bạn Duyên cũng như các bạn ở bên Hiroshima đã giúp cho thầy Dũng hoàn thiện video này. Xin trân chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ cho kênh Du học và Xuất khẩu Lao động ra nhiều video hay hơn nữa thì chúng ta có thể giúp cho kênh một subscribe cũng như một share để cho chúng ta có cái động lực chúng ta phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du học và Xuất khẩu Lao động.